Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một cái thử thách ăn cay với bạn. Như ở đây là mình có một cái one chip challenge của mình không biết đọc tên đúng, nó tên là ba quy gì đó bạn. Một cái bánh snack rất là cay luôn. Mình thấy là mấy cái youtuber nước ngoài họ ăn cái này, họ chảy nước miếng, họ trào nước mắt, rồi họ khóc cởi đồ các kiểu, nhìn rất là đã luôn các bạn. Có vẻ rất là cay luôn, nên tụi mình quyết định là ship về mỗi người một hộp. Các bạn nhìn thấy là cu đại hộp nè, rồi Tú hộp, Toàn hộp, Dĩ hộp, mình hộp, ăn hộp, Hương hộp, và cuối cùng là cameraman Bảo một hộp luôn. Mình muốn là thành viên là mỗi người nên ăn một cái trải nghiệm các bạn. Tại vì cái hàng này là ship nước ngoài về một tháng trời nó mới về tới Việt Nam mình. Mình chờ là từ Tết tới hồi trước Tết tới giờ mới về các bạn. Và ở đây là mình sẽ khui ra review sơ nha. Cái bánh này thì nó có một cái băng keo ở đây đó bạn, mình lột cái băng keo này ra. Đây, giao diện của nó thì nó sẽ có là một hình cái đầu lâu tượng trưng cho cay hay gì các bạn. Và cái này là phiên bản 2020 các bạn, 2020 đầu lâu. Đằng sau thì có cảnh báo là người nào mà ăn cay kém hay là không biết ăn cay gì dị ứng với các đồ cay các kiểu thì không nên ăn. Ở đây là thành phần, rồi mình sẽ háo ra nha. Đây, bên trong thì nó có mấy cái y như là một cái người đang chiến đấu rồi nè các bạn, các kiểu đồ. Bên đây thì cũng có vậy luôn bạn, chiến đấu với lại cái gì rồi nè, cay rồi các kiểu. Nói chung là toàn là tiếng Anh thôi nha, đồ nước ngoài. Đây, có một cái bản hướng dẫn 2020 nha các bạn. Mình có thể chịu đựng được trong bao lâu khi ăn cái snack này? 5 phút, 30 phút, 10 phút hay là 1 tiếng bạn? Nói chung là mình ăn được là khoảng 1 tiếng là mình đã rất là bá đạo luôn, vượt qua cái thử thách của cái snack này. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cứ chúng ta có một miếng bánh như vậy, sau đó ăn, ai chịu đựng lâu nhất người đó sẽ chiến thắng. Và cái game này mình thấy là mấy youtuber Hàn Quốc được cái kiểu người ta ăn, người ta không biết người ta có diễn hay không mà rất là cay luôn các bạn. Nên hôm nay sẽ là thử thách người cuối cùng còn vượt qua được cái thử thách ba quy chip ăn cay này sẽ lượm cái giải thưởng với Hương Lợi tụi mình. Mừng cũ. Wow. Mình có chơi nha bạn, đấy mình có cơ may mình thắng sao đúng không? Không thể nào mà mình đầu hàng dễ dàng được, chơi là phải trải nghiệm các bạn, cuộc sống mà trải nghiệm. Số series là 188 đùa thôi, 53. Rồi, trước khi bắt đầu cái thử thách này thì mình sẽ giới thiệu sơ các tuyển thủ từng đoạt cúp vô địch ăn cay tại nhà. Đầu tiên là cameraman Bảo, thì em có muốn gì gáy hay là giới thiệu gì không? Không, em không gáy gì hết á. Bình thường? Bình thường. Rồi, tiếp theo là tuyển thủ Hương. Hương đã từng đạt được cúp ăn mì cay cặp đồ ngoại. Và hôm nay, Hương với một ngày kinh nghiệm luyện công nên Hương nghĩ là có thể win được game này. Biệt danh của Hương là Hương Mũ Hồng Trùm Ăn Cay. Rồi tiếp theo là thị thủ Ăn. Mình thì đến từ Canada và nhà mình là ba đời ăn cay rồi các bạn. Mình là đời thứ tư ăn cay nên mình tự tin là mình có thể chiến thắng thử thách này. Tôi nghĩ là tới đời của em có thể tạch tạch á. Sao qua là Hương Mũ Hồng. Còn mình là Lâm Lì Đòn. Lâm Ăn Cay, Lâm Ăn Cay. Lì Đòn là tụi nó súng lại nó quýnh là mệt lắm các bạn. Lâm Ăn Cay nha. Mình không cần gái nhiều, game này là mình nắm chắc là 99,99% vi trùng chết. Rồi tiếp theo là Dĩ, gái em. Còn em là Dĩ, bên Ấn Độ mới qua, là lực tuyển ở bển qua đây để ăn khi ăn cay. Anh tưởng em trong khi chứ. Rồi tiếp theo là Cú. Em hả? Em nay không gái gì hết. Chứ tự tin thắng được game này không em? Đương nhiên thắng rồi. Em dám em có thể chơi được bao nhiêu phút? Cái này nó để có tiếng đồng hồ. Đúng rồi, 1 tiếng. Em chơi hẳn 1 ngày. Vậy đó là nó không gáy á. Rồi thế là Toàn có muốn gáy là đến từ đâu rồi có thể chơi được bao lâu được không? Không à, không gáy nữa. Mà em chơi tắt được 10 phút à. 10 phút à. Rồi tiếp theo là Cô Vu Đại. Mình là Đại á các bạn. Mình tới từ Việt Nam. Mình chắc chắn mình sẽ chịu được bao lâu, chịu được bao lâu? Nhắm chắc khoảng chưa tới 5 phút đâu anh. Sao kém vậy à? Tú được gáy ăn 1 ngày luôn. Và tụi mình là mỗi người là sẽ có một bịch sữa như vậy nha bạn, để trước mặt xé sữa ra. Tại vì cái này mình nghe nói là nó rất là cay luôn, nếu như mà xé không kịp các kiểu á là
có thể nguy cơ tạch. Mỗi người là sẽ cầm một cái bịch như vậy các bạn. Bên trong là nó có một cái bịch đen như vậy. Đựng cái quanh chip nha. Hãy tụi nó liếm thử nó là cay hả? Đúng rồi, liếm cái bịch nó cũng cay nữa anh. Ok. Mình nghe nó trời ơi. Mà anh còn liếm nữa. Cái bịch nó cay thiệt luôn, ấy chứ liếm tới ớt vậy. Rồi. Rồi chưa hết là mình đã muốn thua rồi cho kỳ à. Rồi nói chung là cái game này là đơn giản, mỗi người là ăn hết nguyên cái bánh này, sau đó ai mà chịu không nổi cay quá cái kiểu gì đó thì cứ việc uống sữa, sau đó đi ra rồi. Nhưng mà thua đồng nghĩa với việc là uống sữa, sau đó cũng phải nhảy xuống hồ bơi nha các bạn, để cho nó giải tỏa cái cơn cay đi, và nó là hình phạt cho người thua cuộc các bạn, cho game nó hấp dẫn nha. Nói chung là đứa nào mà cảm thấy thua uống sữa, nhảy xuống hồ xong. Và game Hữu Hương cũng có một câu hỏi là trong khi mình chơi thì mình có được uống sữa không? Không. Rồi đã hiểu. Uống sữa là thua, uống sữa là thua. Tức là uống sữa là chịu thua. Đúng rồi. Okay. Cứ đang chơi cái tự nhiên đứng dậy. Tạm biệt mọi người, uống nhiều uống sữa rồi nhảy xuống hồ nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ xé ra review sơn nè. Rồi sao nó đang như hệ lại cất chuột hả? Đây nó đang như vậy nè các bạn. Đây của mình nó bị bởi, nó hình nó là như vậy nha. Ăn hết nguyên cái này, sau đó ngồi tụ lại ăn nhanh nhất có thể, ăn càng lâu càng cay. Rồi ok, xé sẵn đi. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Bấm giờ không dám từng người. Ngon quá. Miệng lên từng người em, lên từng người. Nó nằm một cái vô mũi. Có ai dậy nước mắt không? Tấu. Tấu đâu ấy? Toàn đâu em? Toàn được 10, 1 phút 15 giây. Hôm nay tôi buồn. Quay mặt đừng gửi. Tao cay mắt dữ vậy. Có ai cay mắt không vậy? Cho cay mắt dữ à? Không mở mắt được. Chịu nổi à? Ai đồng hẹn luôn. Ăn được 2 phút 7 giây. Ông má ơi. Nghe tay miệng luôn. Cay mắt quá. Sao cay mắt dữ ạ? Ngon lắm. Ngon lắm. Cay mắt quá, không mở ra quá được. Như nó có sắc xuất dầu trong mắt vậy á. Sao rồi em? Uống nước tao còn không đỡ bao nhiêu hả mày? Cay lắm. Trời ơi em, cái dầu của em. Ừ. Nó nằm hai cái lỗ tai quá. Cái lỗ tai muốn thiệt. Được 4 phút 19 giây và bây giờ mình cảm thấy là mắt mình nó chảy nước mắt liên tục. Không có mở ra được các bạn, nó cứ chảy nước mắt, nó cay vậy như là sức dầu vô mắt. Có ai cay mắt không? Hay là anh tét mắt vô ớt vô mắt là? Anh bóp của bạn chét vô á, vô mắt á. Anh vô mắt, nước ớt vô mắt, cay quá. Thôi dạ.
Cảm thấy y như là máu bị đông là cảm thấy tơi tơi người, tơi mặt, tơi ha. Rồi không nói đâu, cay quá. Vậy sao em? Tiếp theo là bé Tú. Nhìn cái camera cái coi. Sau 8 phút rồi Đại có nghe sao không em? Hết cay anh. Hết cay. Được. Miếng có chào anh đúng không? Không. Rồi, em phun miếng rồi. 8 phút rồi Tú giờ nghe sao em? Tơi mỏ quá. Không có gì để nói. Cái mỏ nó mà giật luôn. Rồi tiếp theo là gì? Tơi quá. Tơi quá thôi. Sau 8 phút, 58 phút trôi qua thì mình chỉ cảm thấy là nước miếng mình nó chảy ra liên tục thôi. Rất là cay nha các bạn. Không có gì nói. Rồi Bảo. Cảm thấy bớt cay. Hương có nói mà. Hương rồi cảm thấy cương cứng luôn. Giờ này không muốn hồng có lẽ chuẩn bị giao lại người quán quân rồi. Hương trong quán quân hả? Không, giao lại người quán quân. Trong hậu. Rồi tình hình đã được 19 phút trôi qua. Và cảm giác bây giờ là nó chỉ còn có tê tê cay cay đầu lưỡi thôi, chứ thực sự là nó không còn cái cảm giác và nó cay phấn khích như tình yêu đầu lúc hồi nãy nữa nha bạn. Bây giờ nó hoàn toàn, bây giờ mình cảm thấy là bình thường. Nóng bụng rồi. Đúng rồi, chỉ còn có nghe là nóng bụng thôi. Chỉ nghe nóng bụng thôi, mắt bắt đầu là nó không còn chảy nước mắt, nước mũi không còn chảy, nước miếng không còn chảy. Lưỡi bây giờ mình chỉ còn nghe tê tê đầu lưỡi thôi. Không còn cay nữa nha bạn. Mới ăn khoảng chừng 2 phút đầu là hơi bị tê cái đầu. Tê như là ăn bị cay cấp độ 7 vậy á. Hơi là bắt đầu tê lan xuống toàn thân luôn. Nhất là cái tay hai ngón này cử động không được luôn, khớp như vậy nè, không được luôn. Nhưng mà giờ thì thấy ổn rồi. Hương thấy hiện tại là còn khá là nhiều đối thủ luôn á. Cây bu hồng này không biết trao về tay ai. Hương phải không quên Tấu Hài với bạn. Rồi anh Tú hồi nãy là nó không nói chuyện được, giờ thử coi phỏng vấn nói chuyện được không em? Giờ bình thường, em hát còn được mà. Mắt đỏ giờ. Mắt nó vẫn còn đỏ nha, như thằng Đại nãy mắt nó đỏ, bây giờ hết đỏ rồi nè, đúng không? Bớt cay đúng không? Khỏe rồi, khỏe lên rồi. Nóng bụng rồi. Vậy nãy không có nói chuyện luôn, giờ sao em? Bình thường á. Bình thường luôn. Vậy là sau 20 phút trôi qua thì sáu đứa tụi mình bây giờ thật sự là nó không còn cay nữa. Bây giờ chỉ còn nghe nóng bụng thôi mẹ. Cái bụng mình bây giờ nó y như là nó hồi nãy không nóng, tự nhiên tới phút 20 bắt đầu nghe bụng nó thôi. Bây giờ nó nóng. Nó nóng cồn cào cái bụng luôn á. Mình nghĩ là một tiếng đồng hồ chắc là sẽ có cái gì đó và đầu hàng các bạn, tại vì trong đây nó ghi là 5 phút, 10 phút, 30 phút và 1 tiếng. Tức là ai mà chịu được 1 tiếng là vượt qua được cái thử thách ăn cay này nha các bạn. Thằng chết đến đón mình. Rồi tình hình là gần được 25 phút. Mình sẽ review tiếp. Đó chính là bây giờ cái bụng mình y như là thằng nào gấp hang bỏ vô các bạn. Nó nóng y như là bỏ hang trong bụng mà nó cồn cào y như là ăn xoài vậy. Nghe đau lên luôn nè. Anh thì đau ngay giữa bụng nè. Có đứa nào cao cái cồn cào bụng không? Không anh. Nghe không có luôn. Không. Quá trời heo sao nó trâu dữ vậy? Vậy có cồn cào không? Có nhưng chả buồn hơi bụng luôn. Nóng không Tú? Nào. Giống tới tháng vậy hả? Không em không phải con gái nhưng mà cái này chắc hơn tới tháng á. Nhà xạo nữa. Đau lắm. Xạo. Mày tới tháng đâu, hơn tới tháng. Cảm giác bây giờ là thật sự là nó quằn quại cái bụng các bạn. Chỉ có Hương là hình như là nó bị đau một hồi hay sao á, nó không nghe đau. Đang đi ra ngoài hết rồi. Đừng quên cái mũ hồng này, quán quân nè. Cái lục đau bụng quá, không còn cay một miếng nào hết các bạn. Nó nóng bây giờ là cái miệng, bây giờ là không còn cay nữa. Không còn một cảm giác cay nào hết luôn. Chỉ duy nhất là nóng bụng. Nóng bụng. Chắc đầu hàng gì nóng bụng quá. Đau nữa. Đau bụng quá. Mình theo như Hương mới search Google là uống sữa cho nó sẽ làm tan cái tế bào hay protein gì của ớt ra, là mình bớt cay đi và hay dễ chịu hơn, nên hay làm một ly và chịu thua. Mình thấy ở trong cái này có cái 30 phút, mình gán chịu 30 phút các bạn. Ít nhất phải vượt qua được hơn hết 30 phút nha. Còn ai mà vượt qua được cái 1 phút 1 tiếng này là thằng thánh nha bạn. Hình như là tới 1 tiếng con đầu hết đau bụng á. Bây giờ mình gần 30 phút mình. Oh my god. Hay đau quá. Ơi Bảo đầu hàng hả? Bảo đầu hàng hả bạn ơi? Bảo
còn cái đúng anh. 28 phút bảo đầu hàng nha. Cầu cào quá ha. Ờ uống vô vẫn đau. Cầu nổi không nghe là review ở ngoài sao mà nó đỡ đau mà nãy đau dữ lắm. Mình sẽ cố gắng 1 phút 30 giây nữa ra đầu hàng. Thật sự là chịu hết nổi rồi các bạn ơi. Em chảy rồi. Chịu hết nổi rồi. Cái đau bụng quá. Cái gì đau cuộc hồi vậy đó. Gan 1 phút 20 giây nữa. Nó chỉ ra chế độ đau bụng y như là bất ỉ ỉ vậy. Em đổ mồ hôi. Anh Hương có đau không? Gán 1 phút nữa. Không nè, anh nói anh đau, đâu có điên đâu. À, gì vậy? Lòng mới... Hình như có ai mới xì hơi á. Trời ơi! Ôi ơi ơi! Sau khi móc họng các bạn, ói cái nó không còn ra bụng nữa nha. Bụng không còn cồn cào nữa. Bây giờ nó chỉ sang chế độ đau miệng, canh cay cái miệng thôi. Không còn cục cào cái bụng nữa. Nói chung là móc họng ói là ok nha các bạn. Cái bánh đó nó tan trong bụng của mình đó, acid tiêu hóa đồ các kiểu, nó thấm vô dạ dày mình đồ các kiểu. Kết quả là nó cồn cào y như là mấy bạn bị đau cuộc hờ, bị đau bao tử vậy. Nó đau khủng khiếp luôn. Rất là kinh khủng. A few moments later. Rồi tình hình là gần được 1 tiếng các bạn. 2 phút nữa là được 1 tiếng rồi. Và chúng ta vẫn còn 4 người tham gia cái thử thách này. Đó chính là cô Đại, cô Tú, cô Dễ với lại cô Hương. Có ai muốn phát biểu gì không? Quay phát biểu gì hết sợ, giờ nghe sao Tú? Em hả? Em nghe bình thường, hết đau luôn mày. Hết đau bụng luôn? Hết luôn. Vậy? Còn em là hàng tiễn từ bên Ấn Độ qua mà, nên giờ khỏe lắm anh. Game là dễ, hãy nhìn cái chiếc mũ họng hơn là sẽ biết. Mình vừa mới đi vệ sinh xong, kết quả là vẫn còn gây đau các bạn, chắc mình phải đi nữa. Quá trời heo. Sau khi đi vệ sinh xong thì kết quả nó được 1 tiếng 13 phút rồi nha bạn. Mình đi hơi lâu miếng. Thật sự là nó cứ cột cào cái bụng, nó nghe nó khó chịu sao, hay móc họng ói đồ các kiểu thì mới có thể hết đau bụng nha bạn. Và chúng ta đã có 4 người đã chịu đựng được hơn 1 tiếng. Đó chính là cô Hương, cô Dĩ, cô Tú với lại thằng Đại nha bạn. Cái trò chơi này là chỉ cần vượt qua được thử thách của cái One Chip Challenge này 1 tiếng đồng hồ là coi như chiến thắng đó bạn. Những người mà vượt qua được 1 tiếng này rồi là không còn cảm giác gì nữa hết hả? Đúng rồi anh. Không nghe gì hết nữa. Giờ là mất luôn cảm giác rồi anh. Đâu hoàn toàn, bây giờ là bình thường. Đúng rồi, mất cảm giác luôn rồi. Nói chung là tụi mình có tất cả là 8 người chơi, 4 người đầu hàng và 4 người vượt qua được các bạn. Khá là hay luôn, mình chỉ chơi được là 29 phút thôi. Nó canh giờ rất là chuẩn luôn á. Đây nó canh giờ rất là hay luôn các bạn. Từ phút thứ 0 đến phút thứ 5 á là chỉ sang cái chế độ là rất là cay. Và từ phút thứ 10 đến phút 30 là bắt đầu nó chỉ sang là rất là đau bụng luôn các bạn. Nó cồn cào, nó nóng bụng luôn. Nên mình tới phút 29 là mình tập chịu không nổi. Còn từ 30 cho đến 1 giờ thì cái gì sao? Chỉ có đau bụng thôi hả? Đau bụng, đó xong cái hết. Cái rồi bị lâu lâu ở nhiều đó. Ở nhiều bánh luôn à. Nhưng mà tới tí rồi là hết luôn. Đúng rồi. Nó nóng rồi nó mới đau anh. Nói chung là nó canh giờ rất là hay luôn các bạn. Hình như là nó ăn thử rồi cái nó bắt đầu mới làm cái bản giờ như vậy. Ai mà chịu được 1 tiếng luôn, bắt đầu không còn nghe gì nữa hết, hết tác dụng. Vậy là game này là sẽ có 4 người chiến thắng nha các bạn. Đây, giải thưởng vẫn là 10 củ trong cái hộp này. 4 đứa có muốn chia đều hay là chơi game gì nữa không? Hả? Giờ muốn chia đều mỗi người 2 củ rưỡi hay là muốn tạo cho cái mini game? Thôi, đau em đau quá em chơi hết. Vậy là mấy đứa không muốn chơi mini game mà Hương thấy là nó ba hạng vô te, Hương biết là thua chắc rồi. Hương tính về ý một game mà có ức sần dài dài vậy nè, hạng nào ăn xong đầu tiên thắng. Nhưng mà tụi nó vô te số đông rồi, không biết chắc. Thôi vậy Hương ăn ức sần mình thôi cũng được. Quá trời heo. Nếu Hương vừa qua thì Hương sẽ lấy được 2.5 triệu. Ok, nói chung là 4 thằng chia mỗi thằng 2.5 triệu ha. Vậy là game này là lần đầu tiên trong game của mình là có 4 người chiến thắng nha bạn. Tụi nó dạng như bây giờ là nó khá là phê rồi, nó không muốn chiến đấu thêm một lần nữa. Chiến đấu nữa thì chắc chắn là sẽ có người thua các bạn, nhưng mà nó muốn là an toàn nha. Yeah yeah, cảm ơn anh. Cô xin đại diện nhóm 4 người, Hương lấy một mình đi về. Đóng cửa hả chó?
Rồi ok, nói chung là game này là có 4 người chiến thắng và có 4 người hô cùa các bạn. Win mà. Và 4 người win ngược thì sẽ phải nhảy xuống hồ bơi. Đó chính là cô An, cô Toàn, cô Bảo với đem mình. Thật sự là cái bánh này cái nó cay thiệt các bạn, nhưng mà vẫn có thể vượt qua được nha. Mấy YouTuber có thể là hơi lố một chút. Ok, bạn hết video của tụi mình hãy để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những cái clip thử thách, những cái trò chơi hoặc là những cái clip cắm trại sinh tồn đồ thú vị hơn nữa nha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Lên. Gãy rồi, đi em, điên hả? Ai hứa lỗi cho người không biết bơi.